Hôm nay cũng thua nhiều quá cho nên con mất định hướng. Nằm trên cũng chết, nằm dưới cũng chết, tài cũng chết, xỉu cũng chết. Bây giờ con phải chơi phong thủy thôi. Tối hôm nay có một kèo rất là thơm. Pháp gặp ý, pháp sân nhà chấp ý đồng nữa. Bây giờ mình phải quy định. Nếu mà đồng á, là pháp, lúa là ý, hên xui. Đồng phải nằm kèo trên pháp. Nên bây giờ mày tính sao? Mày nói mày cá độ đá banh, mày xuống sớt, nhai xuống, mày nhả xuống, mày dính xuống, mày thiếu nợ tao mày trốn. Dạ em đâu có trốn đâu. Không trốn mà tao điện thoại mà không bắt máy. Dạ chắc lúc đó máy em hết pin. Linh mà chuông reo. Dạ, chắc là ngoài dùng phụ sống. Ngoài dùng chuông vẫn kéo. Trốn nợ tao thôi. Dạ, em đâu có trốn đâu. Tao nói cho mày biết. Bây giờ mày có bay lên trời, tao cũng kéo mày xuống. Hiểu không? Hiểu. Mày có chui xuống đất, tao cũng móc mày lên. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Ừ. Anh hai, giờ tính sao với nó anh hai? Một chai luộc nó ngon. Nó thiếu anh hai nhiêu vậy anh hai? 100 chai. Lấy nó 100 ngón. Dạ nhưng mà em có 20 ngón. Vợ mày, con mày. Dạ dạ nhưng mà mới có 60 ngón à. Tao giống như bằng thủy hoàng. Chu Di Tam Tộc. Dạ. Trời anh hai ơi, anh hai phải thông cảm cho em. Lỡ em rụng hết 10 ngón này, chắc em ra đường móc bọc quá. Móc cũng được. Dạ em hiểu. Chị phải đi xin. Giỏi. Em gian anh hãy cho em con đường sống. Được. Bây giờ tao định giá cái xe này 20 triệu. Còn 80 triệu tao gia hạn cho mày trong vòng 8 ngày. Mày mà không thanh toán cho anh hai đó thì đừng trách tại sao anh hai cô đơn lại ác nha. Dạ cảm ơn anh hai. Dạ đội ơn anh hai. Khoan, anh hai mà chưa nói xong. Tao sợ mày quên. Để tao tạo ấn tượng cho mày. Trời ơi. Nam mô thần tài ông địa phù hộ cho con là Tèo đây. Hôm nay con thua cá độ đá banh nhiều quá, bây giờ không chơi cá độ đá banh nữa, con chơi qua football trái cà na. Tối hôm nay con sẽ nằm over và Chicago. Mong thần tài ông địa phù hộ cho con. Cảm ơn ông thần tài và ông địa. Chicago xuống sát luôn.
Alo. Tao nè. Là gì hả? Tao nè, tao nè. Tao là thằng nào? Nói lớn lên ngoài vừa phụ sống nha. Sáu Bùm nè. Sáu Bùm là thằng nào? Mày bước dài hả mày? Thằng nào? Anh Bùm hả? Anh khỏe không anh Bùm? Sao? Giờ thiếu nợ tao 100 chai sao mày? Dạ, bữa em trả nhưng mà em đang đi xa rồi. Mày ở xa là ở đâu? Dạ, ở Vũng Tàu. Trời, Vũng Tàu có gì đâu xa em. Thôi bây giờ nè, em ở bển đi, anh ở Long Hải anh chạy qua liền nha. Ê, đâu được, em về Sài Gòn rồi, về Sài Gòn. Ủa mày trên đường về hả? Dạ. Tới đâu rồi? Dạ, tới ngã ba Long Thành. Thôi mày tắp xe vô lề, mày đợi anh đi. Ê, về Sài Gòn rồi, về Sài Gòn luôn rồi. Trời đất, mày chạy gì lẹ dữ vậy, bây giờ đi Sài Gòn mày ở chỗ nào? Dạ, ở đường Đặng Văn Ngữ. Mày phải nói số nhà chứ Đặng Văn Ngữ tao biết chỗ nào. Hẻm nhà em á. Hẻm nhà mày hả? Rồi mày đứng đầu hẻm nghe 5 phút tao lại. Không, em kẹt công chuyện gấp lắm. Không, 1 phút em đi liền á. 1 phút gì tao mệt mày quá à, tao tới rồi nè. Tới làm gì chứ, 1 phút sao đi lẹ hả? Ủa tới chưa? Tới rồi. Ủa đứng đâu rồi không gặp? Sau lưng mày nè. Hả? Ủa sao hèn chi nghe rõ quá vậy? Sao mày? Chà, lúc này quá trang kỹ quá ta. Đâu có đâu, em bị tai nạn á. Mày giả tai nạn mày cuốn lên hả mày? Dạ đâu có đâu. Mày tưởng tao nhận không ra mày hả? Dạ. Xạo hả mày? Giò sao hả? Dạ bị tai nạn luôn á. Chà, nặng dữ ha. Dạ nặng lắm. Tai nạn. Gì la dữ hả? Dạ trời ơi, tao bị tai nạn thiệt mà, đau. Ủa tai nạn thiệt hả em? Ừ, đau lắm á. Đau. Anh xin lỗi nha. Ừ. Đau lắm không em? Đau. Mày thiếu nợ quá, mày bị người ta đánh phải không? Cái thằng lùng lùng nó chặn đường, nó lấy cái búa nó gõ vô vậy. Ồ sao anh biết hay vậy? Thằng đó ba tao đó. Lùng lùng đó là ba anh à. Dạ đúng rồi, anh hay quá. Dạ sao em? Dạ thiếu anh 100 chai giờ tính sao? Dạ em biết, 100 chai là 100 triệu. Đúng. Thôi bây giờ nợ là phải trả. Đúng. Cái luật giang hồ chơi cá độ đá banh là vậy rồi. Em có thiện chí là được. Dạ. Đúng không? Bây giờ em hứa với anh Bùm, em sẽ trả cho anh một ít. Một ít đúng không? Dạ. Ok cũng được, từ từ cũng hết. Nhiêu? Dạ một xị. Một xị. Mày lại đây mày. Dạ. Nói dứt khoát chừng nào trả. Dạ, được rồi, em sẽ trả cho anh 100 chai. Nhưng mà 1 tháng sau trả. 1 tháng lận hả? Dạ. Chà, nghe mỏi dài quá ta. Hả? Ma đao thần kiếm. Chà, cái này lăn lộn trong giới giang hồ lắm. Hèn chi cái kiếm này bị bạc màu. Không phải. Hôm bữa anh chém thằng kia, nó bị mẻ. Hả? Em hứa anh nửa tháng sau em trả. Nửa tháng hả? Hả? Đau cái dài bên này quá. Chà. Gì đây? Wow, cái này anh xăm đẹp quá. Đúng rồi, xăm gì mà đúng xăm nè. Này nó phải có màu nè, cái xăm này công phu lắm, mắc tiền lắm phải không anh? Đọc. Cái gì đây? Hận kẻ thiếu tiền. Anh xăm sai chữ rồi. Anh phải ghi là hận kẻ lâu trả. Nhưng mà xóa đi xăm lại đau lắm em. Dạ. Bây giờ anh muốn em trả liền. Dạ, thôi em hứa với anh Bùm là 1 tuần sau trả. 1 tuần trả? Dạ. Anh đồng ý với mày đó. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà anh không biết cái con trong này nó đồng ý không? Dạ, con gì anh? Hỏi ý nó em. Dễ thương quá. Em thích thở lắm. Thích lắm hả? Thở nó nhảy vậy nè. Thích lắm. Ừ. Hai lỗ tai đẹp quá. Đúng rồi. Thở màu xanh nữa. Đúng rồi. Con thở này bị đâm lủng bụng à. Cái rúng của anh. Rúng. Con thỏ nó ăn cái gì? Dạ, ăn củ cải đỏ. Còn em không trả tiền anh thì sao? Thì anh sẽ giật cùi chỏ. Thì mày phù mỏ. Miệng mày đầy máu đỏ. Yên tâm, em sẽ kêu mấy đứa nhỏ mua giùm em chai thuốc đỏ. Mày giỡn mặt hả mày? Giờ sao? Em trả. Hay là bây giờ anh vô nhà em coi có cái gì anh cầm đỡ. Cái nhà mày giờ còn cái vỏ không à? Mày cầm ngân hàng rồi đúng không? Đâu có đâu. Còn ở trong nó trống lỏng. Trời, sao trống lỏng? Sao anh biết hay quá vậy? Không có, cái ngày xưa nó đồ đạc nó nhiều lắm. Nhiều lắm rồi. Sau này em đầu tư em trồng vườn trái cây. Chà, mày chơi trang trại hả? Chơi 2 cái loại trái thôi. Trái gì em? Cái trái tròn tròn với trái 2 cái đầu nhọn nhọn. Trái tròn tròn trái gì? Trái tròn tròn là trái banh đó. Còn trái 2 cái đầu nhọn nhọn? Trái cà na. Trời đất ơi, mày chơi cá độ đá banh. Rồi mày chơi tới cà na là football Mỹ đó hả?
Mày qua tới Mỹ mày chơi hả? Đâu có đâu chơi đây đó, anh quên rồi. Hồi đó anh giao cho em cái mạng. Em nói 10.000 đô thôi. Anh quất luôn lần 50.000 đô. Rồi sao? Nói cho ăn cỏ nữa, trời thấy cỏ ngon. Về gặt cỏ chưa kịp gặt cỏ là gặt em rồi. Vậy hả? Không biết sao lúc đó say rượu á, say quá giờ say về. Mở mạng lên nhìn thấy kèo nào nó cũng thơm. Nhấn vô hết, hết bên football. Rồi xong mới nhấn qua đá banh. Trời ơi hai cái quánh hết luôn. Trong nước ngoài nước rồi quánh hết. Đá banh mày cũng biết cái football, mày biết cái gì mà mày đánh vô đó. Đó, chính vì em nghe tao nói cái nào mà rành á là dễ thua, còn cái nào mà không rành nó dễ ăn. Chính vì em không biết cái football chắc là cho nên em mới nhấn. Trời ơi, nói tiếng Anh nghe hay lắm anh. Nói sao, nói sao? Cứ không biết sao mà thấy cái thằng đó cầm trái vậy đó, ném nhờ kia chụp chạy. Về tới nước, gọi là thớt đau. Thớt đau là cái gì? Thớt đau là không biết là cái gì. Trời. Mà lúc đó lên điểm 7 điểm. 7 điểm hả? Ừ. Rồi. Xong cái thằng kia nó kia gì vậy? Bumble. Nó intercept. Em cũng không hiểu hết. Nhưng mà em hiểu cái cuối cùng á. Là final. Final là cái gì? Là hết giờ đó. Hết giờ rồi sao? Hết giờ xong rồi bắt đầu cái under over. Under là cái gì? Under là xỉu á. Còn over? Là tài á. Tài xỉu hả? Còn em quýnh gì? Em quýnh xỉu. Nó ra cái gì? Ra tài. Chắc. Ờ kỳ nha. Có hai kèo thôi nha. Quánh tài ra xỉu, quánh xỉu ra tài. Quánh trên ra dưới, quánh dưới ra trên. Em dở gặp anh là anh đi xỉu, nó vô xỉu. Đi xỉu nhưng mà sao em đi xỉu ra tài hoài. Canh trận mà đánh, biết không? Còn cái chuyện em canh không được là lỗi tại em. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Bây giờ nhà em chán quá rồi còn gì lấy. Dạ. Bây giờ anh thấy chiếc xe này được nè. Thiếu anh 100 triệu đúng không? Để anh coi cái xe này nhiêu rồi tính đi. Rồi xe này đúng là 30 đi anh. 30 triệu coi như là mình còn 70. Đúng rồi, xe này phải 30 đúng không? Nhưng mà cái giá là mấy năm trước em mua rồi. Đúng không? Dạ. Xe này giờ anh lấy giỏi lắm 20 à. Dạ 20 cũng được đó, anh bùm mình lên. Không mà khoan, để anh coi sao. Chà, số 79 đẹp ha. Dạ, số này là bạc số thành phố 2979, số đẹp lắm. Thành phố nhưng mà nó ở vùng ven em ơi, nó không phải ở trung tâm. Vùng ven hả? Nhưng mà cái số đẹp nè, 79 là thần tài thấy không? V1 Gò Vấp mà. Bớt 4 triệu còn 16. 16 triệu thôi. Ừ. Sao chạy quá em, dựng sao để nó cà chạy quá. Đâu có đâu, đứa nhỏ chạy ngang qua lấy tay nó cà hồi chứ không phải là chạy đâu. Chắc còn 14 thôi em ơi. 14 hả? Ừ. Rồi cái tháng nữa nè. Hả? Tháng bóp sâu quá. Coi cái bô xe nè, không chịu rửa gì hết trơn à. Bớt nữa nha, 10 chai. Được chưa? Trước sau 10 chai, 3 bữa nữa anh ghé là anh lấy 90 ha. Sao lên được 2 chai đi, 12 chai đi. 2 chai cái gì mệt quá à. Mày lụm cái này mày đội vô nè. Để lát ra người ta thấy, người ta bắt mày lại đòi nợ nữa. Trời ơi, một con nợ đã đi qua. Tưởng lùng nó lại là ba đó luôn, hai con nợ. Biết còn ai không? Thôi gì cho chắc ăn khỏi ai tới đòi nợ. Nằm trên cũng chết, nằm dưới cũng chết. Giờ có con đường duy nhất ra đường rầy xe lửa nằm giữa là chắc ăn nhất. Trời ơi, người ta giờ cũng 2 tỷ mấy, không dám ra đường luôn. Gặp ai cũng đòi tiền. Nhìn thấy hai ổng là bực mình. Ai nói em thần tài thổ địa cho ở quán bị ôm về hên không? Xui thấy bà luôn. Bà nội, giờ mình chơi phong thủy ném hai ổng ra đường, hên là xui biết. Nín mày. Ông nói nó có nghe đâu. Đó không nghe mà nó hiểu nó nín rồi. Đôi khi nói người dương không nghe nhưng mà người âm mà sẽ nghe. Ây da, thiệt cái thằng quỷ buôn thần bán thánh, trời đánh thánh giật mày. Công nhận nó đạp cái đau gần chết. Ông coi giùm tôi coi. Cái mũi tôi hình như sóc cái dầm hay sao á. Đau quá. Đâu phải cái dầm. Cái nhang, trời ơi, cái nhang đốt mà chưa, nó đang cháy, đang lủi vô cái mũi ông rồi trời. À mẹ nó phóng luôn cái mũi tôi rồi. Tự nhiên cái nó đạp mình ra tới đây. Mất dạy. Ông chửi nó có nghe đâu. Ờ ha. Thiệt, thằng thánh đôi khi nói người phàm không nghe. Nó chửi mình nhiêu mình nghe tốt luôn hết. Ờ. Ông biết nó nợ người ta bao nhiêu không? Nhiều. Cua cá độ đó, 100 chai. Trời ơi, 100 chai tưởng nhiêu làm lớn, 100 chai là có nhiêu đâu. 1 chai hay đi kênh có 10.000. Hả? 100 chai có 1 triệu nhiêu. 100 chai là 100 triệu đó ông. Trời. Tiếng lóng của dân cá độ đó. 100 chai. 1 chai là 1 triệu.
Một xị là 100 ngàn, một ly là 10 ngàn. Còn một cái chung mình cúng như vậy có 1 ngàn thôi. Cái thằng này nó quá đáng không? Quá đáng gì? Nó cá độ lần 100 chai mà nó cúng tôi có 1 ngàn không? Thôi, mình là thần thánh, dù có bực tức cũng không được nói thêm nữa bớt. Nó cúng ông hơn 1 ngàn. Hơn ngàn là sao? Tính đi, một ly cà phê đen 3 ngàn, một điếu 3 số 5 1 ngàn rưỡi, tổng cộng là 4 ngàn rưỡi. Nó cúng tôi gì đâu có đủ đâu. Vậy là ông cũng còn đỡ, ông còn có phước, còn được nó cúng ngon lành. Còn tôi, nó cúng toàn là cái gì đâu không à, không có thấy cái gì được hết. Cái nồi chè đâu sao ông ăn? Nồi chè á, nó cúng toàn là đường chè thiêu không đó. Ăn vô có 1 đường, mà tới hầu ra tới 2 đường. Lúc nào cũng đau bụng hết. Tôi chỉ có chè thiêu, ngày nào cũng chè thiêu. Còn ông thì được đổi món liên tục. Bữa thì cà phê đen, bữa thì cà phê đá, bữa thì cà phê sữa đá, bữa 3 số, bữa con mèo, thậm chí xì gà sữa. Ông có phước hơn tôi. Phước cái gì mà đứa? Ông nhắc cái gì thì tôi mới nhớ. Vụ gì? Ông có nhớ cái bữa mà cái trận mà Tiger Cup không? Đội Việt Nam đá với đội Thái Lan á, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Nó ăn quá trời ăn. Vậy mà nó cúng cho tôi có điếu xì gà. Tại vì đối với xì gà nó bự, tôi hút, bây giờ nó còn phù mỏ. Vậy mà có xì gà sữa hút là đỡ rồi. Tôi nó có ăn có thua, thua thì nó để cái chén không. Ăn nó quất vô chén, thiệt là bự. Hay, ăn vô nước dừa. Nước dừa đó chỉ có đưa cho mấy bà kia sức lên đầu là được rồi, nó hôi dầu gần chết luôn. Thằng này thiệt, không có lương tâm. Nhắc cái điếu xì gà, tôi nổi da gà nè. Thiệt tình. Hình như tôi thấy nó đem cái gì nó cúng cho tôi với ông kìa. Phải không? Ai biết. Hình như nó đem cái đùi gà phải không? À, thấy rồi, thiệt là mắt mũi tôi già mà vẫn còn sáng. Đã nhìn thấy, ông đoán thiệt là chính xác, nó đem cái điếu xì gà đó. Điếu này ông để ông mới thích nè. Gà sữa ông đâu có thèm. Quất cái này phù với mỏ luôn. Trời ơi trời, chết tôi rồi. Ông nhìn tôi coi, tôi không dám nhìn. Bây giờ cũng như nặng con bài vậy. Ông coi giùm tôi, có phải tôi đem cái chén chè ra hay không? Không sao, không sao. Cảm ơn. Tôi đem cho nguyên cái nồi chè luôn. Chết mẹ rồi, nguyên nồi luôn hả? Nguyên một nồi kia. Tối nay phải chạy đi đâu đây? Có thông báo cúp nước nữa, chết rồi. Chết rồi. Ê, đừng có đổ nước dừa vô nghe mày. Như nó thiếu thiếu vậy nha. À, thiếu nước dừa. Vô tới rồi. Như là nó nhập tới chè rồi. Nó đổ nước dừa mà như nó rót xăng vậy đó. Chết. Không biết lối đi, không biết đường về. Tối nay tôi rung, ông đừng nói tôi bệnh bình thường nha. Nước gà tới kìa. Con xin lỗi ông thần tài thổ địa. Hồi nãy con giận quá, con mất khôn. Lúc đó con tức quá, con thua nhiều quá cho nên con đạp hai ông văng qua đây. Mong hai ông thông cảm thứ lỗi cho con. Nó hồi hận. Bây giờ ông con không có gì hơn. Con xin gửi ông địa một điếu xì gà. Xì gà này là hơn xì gà sữa luôn. Cây hàng to quá. Con gửi cho ông thần tài một nồi chè. Có một chén chè mà nửa hũ nước dừa. Bây giờ trước khi mình cúng ông thần tài với ông địa, mình gọi kèo mình coi thử nó là sao. Alo. Hả? Gì Út? Kèo nó sao rồi? 1:45 phải không? Chung kết phải không? Mày nói rõ coi, Valencia, Real Madrid. Real Madrid chấp nửa trái hả? Rồi, anh nằm trên đó, quất cho anh 300 chai đi. Kỳ này là anh xuống sát luôn mà. Rồi, còn lại bao nhiêu? 200 chai nữa không? Sương sầu làm luôn không? Rồi, lấy anh. Rồi, ok, khoảng 1 phút rồi gọi lại quyết định luôn. Rồi. Cái quẹt đâu trời? Chờ chút mà lấy cái hùng quẹt mồi đi thuốc hả? Ông địa. Nó để cái điện thoại kế bên tôi. Ông lấy ông cất đi. Ông cất đi. Ông giấu đi, ông đừng cho nó gọi điện thoại nó cá độ đi. Ông cất đi. Ông giấu đi. Ông cất đi. Ông giấu đi bà. Thôi giờ tôi với ông quánh tù tì đi.
ai thua người đó là phải giấu. Chứ để nó cái cờ bạc cái đội đó, anh gọi nó bắt đầu đó, anh thua nó bán nhà đó. Quánh tù tì đi. Ai? Quánh tù tì ra cái gì ra ra cái này. Quánh tù tì ra cái. Ủa tôi thua rồi mày xin bỏ đi. Bỏ vậy anh khôn quá. Bỏ đi. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Trời tôi ăn không à. Chơi lần nữa rồi. Mấy lần nữa mới quê. Quánh tù tì ra cái gì ra cái này. Chết nữa. Giấu cho. Kiếm chỗ giấu kỹ thì kỹ. Tha kỹ rồi. Đừng có nói nó nghe. Đó, bây giờ cúng là phải có bông, có nhang, có đèn cây nó mới linh. Mùa nhang thì phải khoái nữa. Chị em mùa mưa á. Ủa, em nói một phút nữa gọi là sao nãy giờ nó gọi ta? Điện thoại mới đó đâu rồi ta? Đừng có chạy ngang. Chết cha. Cái điện thoại mới đó đâu rồi? Đừng có chạy. Nhớ đem ra đây mà. Chị nó cá độ nữa đó. Ai lớn mà chơi vậy? Đúng rồi. Con gái ông địa linh thiêng chỉ em con cái điện thoại ông địa. Ông địa linh thiêng chỉ em con cái điện thoại mới, cái điện thoại đâu rồi ông địa? Ông chỉ là tôi hất nguyên cái đầu chè vô mặt. À, đây rồi. Công nhận ông địa linh thiệt á. Phản bội. Mới giái mấy cá tự nhiên là có cái điện thoại liền. Ngồi trong một trang mà phản bội. Tôi kêu ông giấu sao ông để ngay chỗ cũ. Để tôi để mà nó đâu có thấy đâu. Ông phù hộ cho nó mới thấy. Alo. Sao mà nói là Phúc gọi lại sao mà không gọi. Bây giờ còn nhiêu? Hả? 500 chai hả? Rồi anh gặm luôn cho. Nè trước sau là 1.2 tỷ nha. Đúng đúng 1.2 tỷ. Yên tâm trận này tao xuống sát mà. Rồi 30 giây nữa tao cầm giấy tờ nhà tao đem qua cho mày liền. Rồi rồi ok. Nè nhớ nè, tôi là Real Madrid đó nha. Chấp nửa trái nha. Rồi ok. Rồi xong. Nó nói là con rắn con rít gì đó. Ôi mày quá mày quá. Bây giờ cúng nha. Đêm không bỏ bỏ gì không có xin rồi nó xin rồi. Đêm không bỏ bỏ gì không có xin rồi nó xin rồi. Bà nội cha thằng này nó khấn giống như lúc tôi ăn chè tôi đau bụng. Nó đọc tiếng gì vậy? Tôi biết tôi chết liền. Không hiểu thấy ghét đừng phù hộp. Nam mô thần tài thôi để hồi nãy giờ là con giấy là tiếng gõ trên. Bây giờ con dịch ra của tiếng Việt Nam là con tên là Nguyễn Văn Tèo. Ngày nào nó cũng kêu mà tôi biết tên. Nickname là David Beckham Tèo. David Beckham Tèo là gì? Thằng Kem chở thằng Tèo đi bán bán vít hả? Thằng Kem chở thằng Tèo bán vít là gì? Mày biết. À nghĩa là thằng Tèo chở thằng Beckham đi bán Tèo Lèo. Đúng rồi. 1:45 sáng ngày 20/12/2007, tức là 4:30 chiều ở tại sân Tây Ban Nha, sân Bernabeu, và có một trận bóng đá nảy lửa chung kết giữa Valencia và Real Madrid. Kèo Real Madrid chấp Valencia nửa trái, con nằm Real Madrid và con xuất sắc 1.2 tỷ, và con cầu mong thần tài thổ địa giúp con qua bên Tây Ban Nha và sân Bernabeu kéo dò mấy Valencia giùm con. Kéo dò mày tao bẻ dò mày. Và cố gắng làm sao là ăn cho con một lần là 5 trái. Đừng có ăn một trái mà đã con gồng hết một hiệp, tội nghiệp con. Cho mày gồng thấy bà nội mày luôn. Từ nay trở đi mày sẽ thành lý đất. Và cái trận hôm nay là trận cuối cùng, trận quan trọng trong cuộc đời con. Và con sẽ ăn xương, con ngai xương, con nhả xương. Mày sẽ không còn một miếng xương nào để nhai. Phù hộ cho con kèo trên thắng. Nếu không căn nhà con tự nhiên nó có cánh nó bay. Nam mô phụ hộ con thật tài thế địa. Nam mô con đi 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 con mấy chữ mà nó thiết tha hoài. Dịch ra tiếng Việt. Cảm ơn thật tài. Cảm ơn ông địa. Thằng này nó khấn mà cái mặt thấy ghét. Nhớ cái vụ chè không là ta hận rồi. Ông có nghe nó nói gì không? Nghe rồi. Ừ. Nhà nó tự nhiên sẽ mọc cánh. Ừ. Rồi bay đi. Nó bán nhà rồi vợ con nó ở đâu ông?
Dầm cầu. Còn nó ở đâu? Móc bọc. Rồi túi ông ở đâu? Ở trong cái bọc của nó. Trời đơn giản vậy mà cũng không biết. Bi kịch quá. Biết gì hồi đó túi ông ở quán bia ôm mà được rồi. Được con khỉ, ở đâu cũng vậy thôi. Ở quán bia ôm còn khổ hơn. Sao khổ? Lâu lâu có kiểm tra mấy đứa con gái nó chạy nó bay dèo 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 qua đầu túi ông. Riết lú luôn. Ông còn nhớ con nhỏ kia nó mắc chiếc guốc trên đầu ông không? Đừng. Còn tôi thiệt là bi thảm hơn nhiều. Không biết tôi sinh ra đúng cái giờ gì. À, công nhận mấy cái lò gốm Bình Dương nó nặng tôi ra thiệt quá đau khổ. Sao vậy? Nặng không đúng giờ tôi ra ngồi chễm chệ như vậy. Có một con nhỏ bán bia ôm mà chưa có bao giờ mà người nào mà chủ quán mà chọn gái mà xấu như con mẹ này. Nó lùng có một đấm nó bay qua không khỏi cái trang nữa. Nó bay qua một cái dèo nó quất tôi một cái tạch. Nó đè lên tôi luôn, tôi dẹp tới giờ này không lên được 100 gram nào. Ây, giờ gặp thằng quỷ này nữa. Tôi tưởng nó cho mình về đây thì cuộc đời mình sẽ đỡ hơn, sẽ sáng sủa hơn. Không ngờ về đây còn tệ hơn ở quán bia ôm. Ông có tưởng tượng không, có một lần đó, ông ngủ ông đâu có biết. Nó kêu thần tài ơi phù hộ cho tôi. Chiều đó nó thua cái gì đó không biết. Nó đem râu tôi ra nó cạo luôn rồi. Bây giờ mới ra lung phung thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ mình tìm cách mình giúp nó đi hả? Được. Không được. Giúp nó rồi ngựa sẽ quen đường cũ. Chứ ông nghĩ sao bây giờ hả? Phải cho nó nếm mùi một lần. Nó phải thua một lần cho nó biết đá là gì, vàng là cái gì. Không, tôi quyết định tôi giúp nó ông ơi. Mới được. Bây giờ ông giúp nó bằng cách nào đây? Thì bây giờ là mình qua cái sân Bạc Nam Miêu gì đó. Mình bẻ giò mấy thằng Valencia gì nãy nó nói đó. Ông mà được lên trời mới lạ. Đặt tên anh mà ông Địa là đúng rồi. Ông cứ chui xuống đất rồi ông leo lên. Ông chui xuống đất ông leo lên. Ông không biết gì ở trên trần gian hết. Là sao? Tôi là thần tài, tôi đi chu du thiên hạ. Tại phải vô nhà băng này, vô nhà băng kia nên tôi biết. Đi nước ngoài không phải đơn giản đâu. Phải có hộ chiếu, phải có bát bò. Hiểu không? Đúng rồi. Đúng rồi, tôi với ông từ lúc mà dọn nhà từ quán bia ôm về đây á, hậu khẩu không có, K3 không có, làm gì có giấy tờ đi. Bởi vậy mà đi vô nước ngoài phải biết bằng A, bằng B, bằng C nữa đúng không? Vậy giờ sao vậy? Hả? Đi tìm cách giúp nó không? Tìm cách sao giờ? Mà tôi nghĩ là cái trận tối nay cái đội gì Raymond gì đó hả? Nó nói là cái thằng nó thắng á, thằng đội đó ngôi sao gì đó. Không, chưa chắc. Sao ông cứ tưởng có ngôi sao là thắng à? Có ngôi sao là ông có ngôi sao đâu mà. Bầu xô nó làm nó mời ngôi sao quá trời mà nó cũng ế loài nanh như kìa. Mưa dẹp cho ông nội mưa con khỉ. Tôi nói tối nay thằng Real Madrid sẽ thắng. Tình hình thôi, hên xui, nói chung là hên xui, tôi nói Valencia thắng. Nói thằng Real Madrid sẽ thắng. Valencia sẽ thắng. Real Madrid cả hay không? Cả hay cả, muốn cá bao nhiêu hả? Ông cá bao nhiêu? Tôi chơi với ông thu xuống xác ông trận này nè. Hả? Hai chai đi. Hai chai không có gì, không có tính chai và tôi ông tính chuối đi hả? Ờ chuối cũng được. Chuối là nếu mà nó có cúng này, người nãy chuối tôi ông chơi đi hả? Rồi vậy thôi, bây giờ một nãy chuối 12 trái. Ờ bây giờ tôi 6 trái, ông 6 trái. Đúng, bây giờ ông nằm mà tôi cá độ 6 trái chuối. 6 chuối, tôi nằm Real Madrid. Tôi Valencia. Bắt Valencia. Rồi bây giờ là kèo là chắc một nửa trái đó hả? Được không? Rồi giải quyết đi nha. 6 trái chuối. Cái gì? Mưa tới rồi hả? Mưa hả? Sấm chớp qua. Ủa, mưa hả? Ờ. Ủa, sao mưa sớm vậy ta? Ai biết. Ủa, nghĩ sao mưa gì kỳ vậy ta? Hả? Mưa vậy không biết có ảnh hưởng tới trận đá banh hay không? Ờ, đúng rồi hả? Ê, ê, ê. Ê, nhưng mà không. Không, hình như là chắc bên đó, chắc nó quản lại ông ơi, nghỉ không có đá đâu. Nghỉ con khỉ, mình ở đây mình Việt Nam à. Ờ. Mưa ở đây nhưng nhiều khi không mưa bên kia. À, đúng rồi, chắc bên kia đá đó. Nhưng mà sấm chớp bây giờ tôi thấy cái sấm chớp này hơi lạ nè. Bình thường sấm chớp có, nhưng cái sấm chớp này lạ hơn bình thường. Sao cứ xỉa vô mình quánh không vậy? Không được rồi. Sao? Tôi nghĩ rồi. Hồi nãy giờ hai đứa mình bàn nhau để giúp đỡ cái thằng ôn dịch này. Ngọc Hoàng biết mình giúp nó cá độ, cho thiệt lâu xuống quánh mình rồi. Ôi Tài ơi, Tài. Lạnh quá Tài ơi. Lạnh quá. Mập ù mở khăm mà lạnh. Tôi ốm nhôm. Nó muốn vô tới tỷ rồi mà chưa thấy bao giờ. Ngồi trong cái bàn ngồi thiệt là hết dịch. Nó quất một phát ra đây chưa có thằng thần tài nào mà ngồi mà xấu như tôi đâu.
ông có viên Panadol nào không? Cho tôi uống viên coi. Bây giờ uống gì? Có điếu xì gà hút á, nó đỡ lạnh. Tôi còn thấy bây giờ mà uống xì gà, uống cái tàn thuốc không còn không có kìa. Phải chi giờ có nồi chè ăn đi cũng đỡ. Mặc dù nó cũng chè thiêu mà đang có đau bụng thiệt, nhưng mà có còn hơn không. Ê, không biết bây giờ thằng ôn dịch nó ở đâu nữa rồi. 500 chai. Hả? Nó nằm đây mà mình không biết. 600 chai. Trời, nó nằm mơ kìa ông. 800 chai. Sao bây giờ còn có một chai? Nó thua quá nó quán. Nó thua quá nó buồn rồi nó nhậu. Nó nhậu đã nó chơm luôn cái chai của người ta. Nó thua đó bạn hả? Nó thua, gây ra biết thua. Đội rít nó thua hả? Đội rít em mới đích thua 1-0, Valencia thắng. Vậy đưa đây 6 cái chuối. Bữa hôm đó tôi với ông cá độ nhau 6 cái chuối đó. Thiếu đi. Trời ơi, sao ăn cá độ mà thiếu hoài vậy cha nội? Giờ nó thiếu nhiều lắm. Đáng lý ra tôi với ông phù hộ nó thắng rồi. Nhưng mà Ngọc Hoàng nghe tôi với ông phù hộ cho nó ra cá độ. Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi quýnh một càm tôi với ông ra tới đây luôn. Thiên Lôi nào đánh tụi với ông? Có môn nào nó bán nhà. Tại vì nó thua đội nó bán tụi với ông ra đường ở nè. Sao đây nè mày? Trời ơi. Tao đây. Ông nói nó có nghe đâu. À quên ha, cái vụ thần thánh nói người phàm không có nghe được. Ờ không biết tôi đang ở đâu đây sao mà. Mày đang ở bãi rác này thằng ôn dịch. Ủa. Trời. Tôi đang mơ hay tỉnh vậy trời. Nhà của tôi đâu? Còn nhà đâu nữa. Nhà mày bây giờ đang nằm bên Tây Ban Nha rồi. Ông nói nó có nghe đâu. Đậu Real Madrid nó hốt nhà mày qua bển rồi. Không nghe thiệt là tức thiệt. Ông áo đỏ thấy quen quen nha. Đây nó thấy kìa. À, ông Địa. Nhân Địa ở nhà mình. Trời ơi đúng rồi. Ông có cái thẻ trên đầu nè. Điện nhỏ có cái guốc vô nè. Trời. Ông thằng Tài ở nhà tôi luôn. Tao đây. Ôi, bị cái nhang nè, lúc mình đá ông văng ra ngoài hiên là bị cái nhang cắm vô mũi ông nè. Trời ơi, vậy là sự thật rồi, vậy là mình thua rồi, thua đổ nguyên căn nhà mình bán đi rồi. Ôi, vậy là... Ôi sao kỳ vậy? Sao... Ông Tài, ông Địa, sao tôi cúng cho hai ông mà hai ông không phù hộ cho tôi là sao? Trả lời đi, hả? Là sao? Tụi tôi phù hộ cho ông là cái điều đàng hoàng tốt đẹp. Có chuyện cá độ đá banh cờ bạc ai phù hộ? Mày mà cá độ đá banh tới thần thánh cũng phải bó tay rồi mày ơi. Tụi tao còn buồn hơn mày. Ngày trước ngồi trong cái ấy ngon thấy bà nội ngày nào cũng hửi nhang, bữa nay ra đây hửi bùi rác không. Tiếng đàn bầu thê thảm thiệt. Nhưng mà tôi không tin. Tôi không tin tôi thua. Tôi không tin. Tôi không tin tôi thua. Mày không tin nhưng đó là sự thật rồi. Ông nói nó có nghe đâu. Ờ tôi nói nó không nghe thiệt nhưng mà nó sẽ thâm. Hai ông trả lời đi. Hai ông trả lời đi. Tại sao? Tại sao? Trời đất ơi, ồn ào quá, để yên người ta nghỉ ngơi xíu. Ủa giọng ai nghe quen quen nha. Tao nè. Ủa tao là thằng nào? Sáu Bùm nè. Sáu Bùm? Ủa sao ở đâu mà nghe tiếng mà không thấy hình? Mất màu rồi mày ơi, còn trắng đen không à. Sáu đang ở đâu? Ở sau lưng mày nè. Hả? Trời ơi, anh Sáu sao ra nông nổi này? Có gì đâu thắc mắc. Ai mà đi vô con đường như tao với mày là trước sau cũng ra đây ở tập thể. Nghĩa là em với anh ra đây giành đất trước hả? Ra trước còn chưa. Ôi trời ơi. Bà nội cha sao? Mày, tao đây không dính vô, tao cũng phải ra đây ngồi với tụi bay đây nè. Trời ơi. Tắc ơi. Tắc ơi, tụi sao? Đừng. Trời ơi. Tắc ơi. Tắc. Đi. Bà nội cha hai cái thằng ôn dịch. Mày đã ra đây nằm tổ dân phố người ta không biết là. Biết là đi văn phòng tới bắt thấy bà nội mày. Cái thứ quỷ gì đâu à, bây giờ mới hối hận hả muộn rồi con. Ông tin sám hối đây. À, tôi nói ông muốn nói nó có nghe không? Thì mà tức quá thì tôi nói nó không nghe, nhưng chắc chắn nó sẽ thâm rồi. Bác sĩ nói bệnh lao này, bác sĩ bó tay. Trời ơi, sao ghê vậy? Mày bị lao tâm, lao lực, lao não hay là lao phổi? Không phải, gặp con gái tao lao vào.